Nếu như có ai đó nói với bạn rằng chỉ cần sau một vài lộ trình uống hoặc là bôi là có thể khỏi nám hoàn toàn, hãy cẩn thận, bạn đang bị lừa đấy. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dược sĩ Việt và mình là Dược sĩ Lê Tuấn. Hôm nay sẽ là 6 lưu ý khi điều trị nám da. Lưu ý số 1, nám da không thể điều trị khỏi hoàn toàn. Như các bạn đã biết thì cơ chế bệnh sinh của nám da đến nay vẫn chưa rõ ràng. Có thể là do thay đổi nội tiết tố, có thể là do môi trường hoặc cũng có thể là do gen. Chính vì thế, để loại bỏ hoàn toàn nguyên nhân gây ra nám da là điều không thể. Vì vậy, điều trị nám da là một quá trình lâu dài và rất dễ tái phát. Lưu ý số 2 là phải bôi kem chống nắng. Điều trị nám thì phải bôi kem chống nắng. Vì sao? Bởi vì trong ánh nắng có các tia UVA và UVB, mà UVA và UVB lại là những tác nhân hàng đầu gây ra nám da. Với việc bôi kem chống nắng thì sẽ phần nào đó giúp các bạn tránh được hai loại tia độc hại này. Với kem chống nắng thì các bạn phải chọn các loại kem chống nắng phủ rộng và có hệ số bảo vệ cao, ít nhất là SPF 50 và PA 3+ trở lên. Với việc bôi kem chống nắng thì các bạn nên bôi trước khi đi ra ngoài khoảng từ 15 đến 30 phút và nên dặm lại sau mỗi 2 đến 3 giờ. Lưu ý số 3 là không sử dụng các loại kem trị nám không rõ nguồn gốc hay còn gọi là kem trộn. Với việc sử dụng kem trộn thì có thể giúp bạn trắng da, sáng da, mờ nám sau khoảng từ 2 đến 3 tuần. Nhưng bạn chưa vui được mấy chốc thì sẽ phải lãnh ngay hậu quả của nó. Bởi vì sao? Bởi vì trong kem trộn có chứa hydroquinone không rõ nồng độ là bao nhiêu, hydroperoxide, acid citric, corticoid, acid salicylic. Những chất này sẽ bào mòn da của bạn nhanh chóng, gây kích ứng da mạnh và đặc biệt là khiến da không thể phục hồi lại trạng thái ban đầu. Kem trộn thì có thể giúp bạn trắng da hơn một chút, nhưng mà hậu quả để lại sẽ rất khôn lường và đây là hậu quả của kem trộn. Lưu ý số 4 là bổ sung thêm các thuốc đường uống. Trong quá trình điều trị nám bằng các loại kem bôi mờ nám thì các bạn có thể sử dụng thêm các loại thuốc đường uống như là acid tranexamic, chiết xuất cây dương xỉ hoặc là glutathione đường uống. Những hợp chất trên đã có những nghiên cứu khoa học rất là cụ thể và rõ ràng trong việc hỗ trợ điều trị nám. Lưu ý số 5 đó là việc điều trị duy trì. Có một số bạn sau khi điều trị nám đã đỡ mà lại quên đi việc điều trị duy trì. Chính vì thế nám đã quay lại một cách nhanh chóng. Nên các bạn hãy nhớ nhé, sau khi đã điều trị nám đỡ thì cần phải điều trị duy trì để tránh cho việc nám quay trở lại. Việc điều trị duy trì thì rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần bôi kem chống nắng hàng ngày và kết hợp với lại bôi hydroquinone 2-4% một lần một ngày vào mỗi buổi tối. Lưu ý số 6 đó là về chế độ dinh dưỡng. Có một số loại thực phẩm làm tăng sắc tố da như là thịt đỏ, trứng, hải sản. Thì các bạn hãy lưu ý là trong quá trình điều trị nám thì mình nên hạn chế ăn các loại thực phẩm này. Và đặc biệt là hãy chú ý ăn thêm các loại hoa quả tươi, các loại rau củ giàu vitamin và đặc biệt là hãy chú ý uống thêm nhiều nước để có một làn da khỏe mạnh hơn. Vừa rồi là 6 lưu ý khi điều trị nám của Dược sĩ Việt. Nếu như có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào thì các bạn hãy inbox vào fanpage của Dược sĩ Việt nhé. Dược sĩ Việt sẽ giải đáp cho các bạn. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.